Cô Văn Cường cùng mẹ để tang cho Phi Nhung, còn út ngơ ngác đổi tang, cúi lạy mẹ nuôi gây xúc động. Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh sau khi cúi lạy theo mọi người trong lễ cầu siêu Phi Nhung tại nhà riêng. Vào sáng ngày 30 tháng 9, lễ cầu siêu cho Phi Nhung đã được gia đình tổ chức tại nhà riêng của cô ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi lễ, các con nuôi cùng người thân của Phi Nhung đều đổi khăn tang khóc thương cho cô. Ánh mắt ngơ ngác của những cháu bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra khiến mọi người xúc động. Có lẽ các em vẫn chưa biết người mẹ luôn yêu thương chăm lo cho các em đã ra đi. Được biết, trong buổi lễ gia đình Hồ Văn Cường đều tham dự và đeo tang cầu siêu cho cô. Dòng ca nhí trong tiểu tủy hơn trước rất nhiều. Sau khi Phi Nhung ra đi, con gái quen đi phạm và 23 người con nuôi là những người phải gánh chịu mất mát và đau thương nhất. Các em may mắn khi được cố nghệ sĩ nhận nuôi, chăm sóc, thế nhưng giờ đây các em lại một lần nữa rơi vào cảnh mồ côi. Ở Mỹ, con gái Phi Nhung cũng được gia đình và bạn bè an ủi trước sự mất mát to lớn này. Ca sĩ hải ngoại Tri Phương Trinh và Wendy lo buổi lễ cầu siêu tại chùa. Trên trang cá nhân của mình, con gái sỏng ca bầu ơi đừng khóc đã chia sẻ dòng trạng thái ngắn, gọi mẹ ruột khiến ai nấy cũng đau lòng. Cụ thể con gái Phi Nhung đăng tải ca khúc phận mồ côi của người mẹ quá cố lúc sinh thời đã hát. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng động viên, có lẽ ca khúc như nói lên đúng tâm trạng thời điểm này của Wendy lúc này. Mẹ ơi, con gái giọng ca 7 ít viết.